làm tôi đây, anh giao hàng may mắn. Bữa nay có mồi mới các bạn ơi. Tại mấy bên bạn. Wow, mực siêu to khổng lồ. Mực này của bà Tân gửi cho tôi nữa bạn. Nè, thấy bàn tay tôi không? Một con là một bàn tay nha. Giá siêu rẻ luôn. Các bạn nhìn đi, 1 kg mực bao nhiêu đây, chỉ có nửa triệu thôi. Nửa triệu đồng một ký mực này nha. Dạ, tôi giao xuống cho khách. Thì khách nói gì nè? Câu lý hết. Không mà mình mua mực cắt thôi, mực đỏ. Cái size quay trên cái video, cái size của bàn tay nhỏ đâu bự cái này nữa đâu, nó không phải cái size này nữa đâu. Size to đúng không? Cái size này quá to luôn, mà không phải mẫu này, không phải cái loại này. Tại mình có ăn đợt của đợt này mình ăn không được, vẫn còn dư đợt này, mình vẫn còn dư mấy con nữa nè. Thôi vậy cho mình gỡ lại nha. Không, tại lúc trước mình có mua một đợt rồi mình ăn được nên thấy cái này mình mới gỡ lại. Mình mua 350 à. Không có sai kia điện nhỏ hơn xe này chút, điện nhỏ hơn nha. Nhưng mà không mà cái lỗ này mình thấy mày ăn được. Không, tại cái cô này không được, chứ không phải, nếu mà ăn được là mình lấy rồi. Tại mình có ăn cô này rồi. Không, nhưng mà cái loại này mình không có ăn được. Không có đâu, chứ mình đặt là mình mua, chứ tại cái này không đúng cái mẫu của mình. Cái này mà đúng như cô vàng luôn là giá của nó tới 1 triệu mấy lận. Cái gì ạ? Ừ. Còn cái gì cũng nhiều mấy ạ? Ừ. Cái giá nếu của cô. Nếu mà chúng mua từ cái người tỷ nhà cháu này giá nó sẽ phải rơi rơi một tầm là 700, 800 hơn đấy. Chứ không phải là 500 như nhà bán đâu ạ. Với lại, thì thường là cháu ít đấy. Ta đi xe xử lý cho khách nhà này. Tại vì nhà cháu là cháu chuyên xử lý cho khách xỉ được mấy chục cân rồi. Chứ không phải là 3 cân, 1 cân đâu ạ. Thế chú bảo vệ chú nhận chú nhận hàng cho cháu hơn cháu tầm bán là mình không? Không nói được bao nhiêu, nhưng mà mình ăn lạc nhất à. Mình này ăn lạc nhất à. Đúng rồi. À, thế.
Không, tại không biết sao, tại tại này ăn không được chứ không phải là vậy. Ăn không được đi, ăn không được rồi. Mình ăn rồi ăn không được chứ, nhưng mà ăn được mình lấy rồi, tại này ăn không được. Ăn chưa ăn mà. Ăn rồi. Mình ăn cái này mà sai nhỏ là ăn rồi. Thôi cho mình gỡ lại ha. Ship nha. Rồi cũng được. Phương Trang không chị? Cái gói đồ này là 1.650.000 đó chị. À, cái đó là hai cái size L với một cái size XL, là một cái bự. Đâu có, nó có size trên cái tem đó chị, trên cái tem nó có cái size đó, cái nào size XL là nó sẽ bự hơn. Rồi chị đưa em cái. Nè, này là size L nè. Này L nè. Mấy size? Ba cái. Cái này XL nè. XL là cái này nào là ngắn nè. Mày ngắn mày thay dạy dễ gì rồi sao? Không, cái dạy thì dễ mình cắt bỏ được. Cái này đó, cái đó là nhỏ. Còn cái đó bự cái dạy này. Đâu mà đứng mà đo lên thử đây. Cái này là một L. Đâu chưa xem coi chưa. Nè, cái này một L nè. Một L hả? Đâu mà đo lên thử anh cái đó cái này. Cho thấy cũng cạn. Thì vậy đó. Tôi cho tao xem nó cắt. Dài này nó có qua chân thì mình cắt mất cái qua chân đó rồi. Bằng nhau chứ có nào lớn nhỏ đâu. Ôi bằng nhau. Bằng nè. Nhau hả? Dạ. Không có nào lớn nhỏ trơn, bằng nhau nè. Bằng nhau trơn nè. Thì cái đó là ta kêu cái bị dễ cắt bỏ. Quan trọng là quan trọng mình vẫn trọng cái này là hai cái nào cắt hai cái bằng nhau à. Còn cái bị dài mình tại vì nó cái lớn cái nhỏ nó vậy rồi sao? Được ta hết ba cái đó rồi giống không? Giống không? Thêm mà ít. Cái đó là L á. Rồi L, cái nhỏ hay lớn? Vậy là L rồi, không lẽ L nhỏ? L là nhỏ, XL là lớn. Mà hai cái L. Hai cái L là hai cái nhỏ. L là một cái nha. Là nhỏ hả? Là L, XL là lớn, là của bà Trang. Cái này hai cái này giống nhau hả? Hai cái này, chữ L nè. Cái này cái nấy cũng như chữ L vậy. Cái nào cũng vậy mà, nè. Rồi, thôi bây giờ cái nào như cái nấy trời. Ờ, ba cái nào cũng cái nấy, không có nào nhỏ hết đó. Hai cái tôi nhỏ mà. Hai cái nhỏ mà tôi lớn cái gì ra đâu đi đây nè, cái này hai cái bằng giống nhau là hai cái chữ L hết nè. Nè, đúng chưa? Đưa cái hai cái chữ L đó. Còn cái này ít L nè, ít L nè.
bằng nhau luôn, không có cái gì ca sĩ vậy, cái này mượn lên xin phép một ca sĩ luôn. Thấy không, bằng nhau, ba cái bằng nhau, không có nào mà nhỏ hết trơn á. Alo. Dạ không biết Sài Gòn nghe. Dạ em đang giao cái đơn hàng của Trang Phương ở chợ gạo Tiền Giang á shop ơi. Dạ ba cái đầm dạ hội á, mà hai cái size L với một cái size XL mà khách nói là ba cái giờ nhìn nó bằng nhau hết luôn sếp ơi. Hai cái size L một cái XL hả? Dạ. Bằng nhau đâu, bằng nhau ra bằng nhau hết trơn vậy. Làm như em muốn có khối cho tôi thẳng khách kiểm tra. Dạ. 4066 chị ơi. 4066. Đúng rồi, 4066 đúng rồi. Đang xíu kiểm tra. Rồi kiểm tra xong điện thoại giùm em nha. Kiểm tra xong điện thoại rồi em. Trang Phương đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy bây giờ người ta lấy cái nào thì anh hỏi người ta lấy cái nào thì em tính tiền người ta. Chị điện thoại lại đi, tại khách muốn muốn nói chuyện với chị á. Phải lấy cái điện thoại, bỏ cổng rồi. Ba cái giống nhau luôn rồi sao? Bây giờ em thấy là cái nào nó cũng dài á, cái nào cũng phải sửa. Cái nào cũng phải sửa thì chị nếu mà chị ưng thì chị lấy hết ba cái giùm em, cái nào cũng phải sửa mà em thấy nó dài bết đất không mà. Giờ nó gửi về tới đây rồi trước sau cũng phải sửa hả? Em ở đâu hả? Em không biết, nó ghi là từ ở Sài Gòn về chứ đâu biết là ở quận nào đâu, chỉ biết ở Sài Gòn thôi. Dạ. Thì cái đó là mình thỏa thuận với shop, nó điện lại chị thỏa thuận. Dạ đúng rồi, nó gửi về tới bưu điện rồi em lấy em đi giao. Ghế đi anh ấy. Dạ, đang dạ. Đâu vậy? Đang ở đâu? Ở nhà hay là ở quê? Chứ đâu? Nó gì vậy? Nó nói ghế cơ qua, ghế quậy coi nó đang giao hàng gì đâu mà ba cái chạy nó giao thấy hả? Đâu? Có thấy đâu. Giao đang mà. Giao đứng đợi đây nè, đứng đợi các bạn đi. Thấy đồ mừng chết. Nó nói xe xít chứ chứ đâu. Bằng nhau chứ xít gì. Nó nói xin xin có chút xíu hả? Cái đèn bằng nhau giống nhau luôn nè, không có nào ngoài hết trơn trời á. Ba cái giống nhau luôn. Được tổ luôn bà mặt không vừa luôn á, vậy thò luôn á. Rồi sao mà về sao? Lấy ông hay là gửi bên? Quá trời dài luôn. Rồi sao? Đưa được không vô thử cái hả? Dạ dạ dạ. Alo. Em giao cái điện thoại nè, anh có bên đợi cá không anh? Có. Rồi rồi chút xíu chạy qua tới. Chạy qua liền đi. Em đang vướng cái đơn bên đây rồi. 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 Xíu vậy hà. Ra đây coi. Nè. Không, cắt lên chút xíu. Được rồi, băng qua nhà cao nữa rồi.
tôi đuổi dài cao vô khúc này còn đó. Dài đất cao mà. Không. Phải lên chút. Nào. Cái này bớt lên lại đúng nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nó vừa chắc bớt bớt vừa tới đùi nè. Vừa chắc mà nhét cao được rồi. Bớt cái sao tụi. Ở đây vừa băng. Chào vợ. Luôn đây mượn. Có nghĩa là bây giờ chỉ lên like thôi. Ừ. Để cái like thôi cũng được. Chắc cỡ 5 phân à. Ừ. Để cái like nha. Cái đó đâu qua chân đâu rồi. Được rồi. Vậy từ khi lên like nó giảm. Bây giờ lên like 5 phân rồi. Chụp coi tôi coi cái gì. Hạnh thử hạnh chắc lên nhiều á. Hạnh lên dữ luôn á. Còn chắc cua trang vừa. 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 Chị lên tới chút cao cao nè, cái mà chắc cao rồi đó, chút xíu ra là thấy hết hình mới được. Không có cái này tại sao chạy trong điện thoại ta dạy vậy nè. Đứng nghiêm chỉnh lại coi, đứng gì rồi cái đứng. Rồi, ngước lên. Rắn đẹp dữ vậy, đẹp dữ vậy, dữ rồi đó. Hành là dữ rồi đi sao. Hết rắn dữ. Rồi. Con hành là như con bưởi luôn đó. À chứ, xong rồi con còn đi giao nữa chị. Mà nói Nam nghe trong kia thì nó dài xuống vậy luôn rồi, nhưng mà này mình mang giá cao lên thì cái này chị họ nói đúng là bà Trang mà cũng có nói tụi bay hiện bất quá lên giả cái dài bay lên chút xíu đặt bởi chút xíu thì Trang là vừa đó. Ừ. Đã, còn, còn, còn cái phần cái phần anh sang tay nói là ngay băng hết vừa hết trơn luôn mà anh có thử không? Thôi thử chi, thử thử cái là biết rồi. Nếu mà hạnh hơi rộng hơi xíu. Hạnh tại hạnh ốm mày nha. Cái mông hạnh nhỏ chị Phượng. Ừ. Rồi cái mông cái vừa không cái vậy đâu. Được rồi, vừa rồi. Vừa. Chỉ có cái dạng nó khác chút xíu mà. Không. Alo. Dạ dạ đợi em xíu, đợi em xíu anh ơi. Đang bị vướng cái đơn bên đây xíu hôm qua liền. Rồi rồi rồi, chạy tới liền. Tại cái này hơi đặc lắm, chứ phải đi liền. Dạ. 1 triệu mấy nè. Bây giờ tôi phải câu rồi bận nha. Đã cho nó đi, người ta đi đi rồi. 1 triệu 6, 50 chị. 5,5 ừ. 1 triệu 1 triệu 6, 50. Rồi, cảm ơn.